Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giá Heo Hơi sáng ngày thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, thị trường tiêu thụ tốt, đặc biệt là đối với các chợ đầu mối lớn như chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam. Chính vì vậy mà nhiều người dự đoán rằng giá heo hơi sẽ tăng trở lại trong thời gian ngắn. Có thể là cuối tuần này giá sẽ đổi chiều. Theo ghi nhận trong ngày hôm nay, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn không có sự điều chỉnh giá heo thịt bán ra. Hiện nay, giá heo hơi của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam phổ biến dao động từ 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Giáp pha trong ngày hôm nay niêm yết mức giá 50.000 đồng. CG và Dabaco lần lượt là 48 và 49.000 đồng trên 1 kg. Nguồn heo nuôi ở trong sân phần lớn đang phổ biến từ 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như khu vực Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình hay trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày hôm nay, khung giá từ 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg phổ biến nhiều hơn, đã thấp hơn từ 1 cho đến 2.000 so với thời điểm cách đây một tuần. Mức giá 50.000 đồng trở lên hầu như không còn nhiều, chỉ cục bộ xuất hiện ở những đàn heo đẹp. Thậm chí nhiều địa phương ở khu Trung Du và miền núi đã xuống dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận trong ngày hôm nay, khu vực Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang hay trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang phổ biến mức giá 47 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi ở các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng xuống dưới 50.000 đồng, đặc biệt là khu vực Sơn La và tỉnh Hòa Bình. Trong khi đó, Lạng Sơn, Cao Bằng hay đối với khu vực Hà Giang phổ biến mức giá từ 49 cho đến 51.000 đồng. Lào Cai và Yên Bái trong ngày hôm nay dao động từ 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi ở thị trường miền Bắc được dự báo sẽ còn duy trì ở mức thấp trong những ngày tới do nguồn cung ra thị trường vẫn đang dồi dào, đặc biệt là heo chạy dịch bán ra khá nhiều trong thời điểm hiện tại. Các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi giảm từ 1 cho đến 2.000 đồng trong 3 ngày qua. Tại một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiều nơi chỉ còn mức giá 45 cho đến 48.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương có mức giá 49 cho đến 50.000 đồng, nhưng chủ yếu rơi vào những đàn heo đẹp bán trọn, dòng siêu ba máu loại 1. Các địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay không ghi nhận có sự biến động. Còn đối với thị trường miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay, khung giá từ 47 cho đến 51.000 đồng phổ biến nhiều hơn, đặc biệt khu vực Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trong ngày hôm nay dao động mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Thậm chí những đàn heo xấu hơn chỉ bán mức giá 46 cho đến 47.000 đồng. Tây Nguyên cũng tương tự, một số địa phương như khu vực Gia Lai, Kon Tum hay đối với Đắk Nông phổ biến mức giá từ 48 cho đến 51.000 đồng. Các địa phương khác không có sự thay đổi về giá. Giá heo hơi ở thị trường miền Nam không ghi nhận giảm mạnh như các tỉnh ở thị trường miền Bắc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá từ 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 52.000 đồng vẫn có, nhưng chủ yếu bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương. Ngay như các tỉnh ở thị trường miền Tây Nam Bộ như khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng hay đối với khu vực Hậu Giang và Bến Tre, nhiều nơi đã xuống dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Và chi tiết hơn, theo ghi nhận giá heo được cập nhật mới nhất trong sáng ngày hôm nay ở tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá giao quanh từ 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá trong ngày hôm nay ở các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội như khu vực Phúc Thọ có mức giá dao động 49 cho đến 50.000 đồng. Đan Phượng cũng có mức giá 49 cho đến 50.000 đồng 1 kg. Khu vực Ba Vì trong ngày hôm nay có mức giá dao động 50.000 đồng. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phổ biến mức giá từ 49 cho đến 51.000 đồng. Khu vực Khoái Châu, Tiên Lữ của tỉnh Hưng Yên dao động 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương ở mức 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 52.000 đồng rơi vào những đàn heo siêu đẹp và chủ yếu bán nhỏ lẻ cho lái mổ địa phương, còn bán với số lượng lớn hầu như không có mức giá 52.000 đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương các bạn nhé. Thái Bình với mức giá dao động từ 50 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 47 cho đến 50.000 đồng, đây là địa phương có mức giá khá thấp trong ngày hôm nay.
Một số hộ chăn nuôi báo giá quanh khu vực Thanh Liêm của tỉnh Hà Nam chỉ được mức giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng ở mức 49 cho đến 51.000 đồng. Quảng Ninh 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận ở khu vực Đầm Hà của Quảng Ninh trong ngày hôm nay, các hộ chăn nuôi vẫn báo giá dòng siêu ba máu loại 1 ở mức 50 cho đến 52.000 đồng. Nam Định 48 cho đến 51.000 đồng. Ghi nhận một số hộ chăn nuôi báo giá quanh khu Ý Yên của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay, những đàn heo đẹp ở mức 50 cho đến 51.000 đồng, sấu thì có mức giá thấp hơn từ 1 cho đến 2.000 đồng tùy loại. Ninh Bình phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Quanh khu vực Kim Sơn trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi chỉ báo giá dao động 49.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Gia Viễn có mức giá 49 cho đến 50.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Ninh, phổ biến mức giá dao động từ 49 cho đến 51.000 đồng. Khu vực Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh trong ngày hôm nay có mức giá 50.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang phổ biến mức giá 47 cho đến 51.000 đồng. Khu vực Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 47 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Tường có mức giá 48 cho đến 49.000 đồng. Khu vực Tam Dương, Tam Đảo phổ biến mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến mức giá dao động 48 cho đến 51.000 đồng. Phú Thọ 47 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang 48 cho đến 51.000 đồng. Khu vực Yên Sơn trong ngày hôm nay báo giá 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng 50 cho đến 51.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay ghi nhận mức giá 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Chi Lăng một số hộ chăn nuôi báo giá 51.000 đồng đối với những đàn heo đẹp. Còn khu vực Văn Quan chỉ báo giá 50.000 đồng trên 1 kg là cao nhất. Lào Cai phổ biến mức giá 48 cho đến 51.000 đồng. Yên Bái dao động khoảng 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt theo ghi nhận, một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Lục Yên của tỉnh Yên Bái trong ngày hôm nay đối với những đàn heo đẹp từ mức 50.000 đồng, sấu từ mức 48 cho đến 49.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Nghĩa Lộ trong ngày hôm nay chỉ báo giá 49 cho đến 50.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Bắc Cạn, phổ biến mức giá dao động từ 49 cho đến 51.000 đồng. Trong khi các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc như Hòa Bình, 48 cho đến 51.000 đồng. Sơn La trong ngày hôm nay cũng ở mức 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, hai địa phương Lai Châu và Điện Biên dao động 50 cho đến 52.000 đồng. Thanh Hóa là địa phương ở khu miền Trung vẫn còn duy trì mức giá cao 49 cho đến 51.000 đồng, bởi trong ngày hôm nay, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiều nơi chỉ đạt mức giá 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình cũng ở mức 48 cho đến 50.000 đồng. Quảng Trị 48 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Huế trong ngày hôm nay có mức giá 49 cho đến 50.000 đồng. Một số địa phương ở miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi 49 cho đến 51.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay dao động mức giá 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Sông Hinh của tỉnh Phú Yên, những đàn heo đẹp trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 53.000 đồng, cao hẳn so với các huyện khác các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo thông tin này ở huyện Sông Hinh của tỉnh Phú Yên. Đây là bán trực tiếp cho các lò mổ các bạn nhé. Còn đối với tỉnh Khánh Hòa, phổ biến mức giá 49 cho đến 51.000 đồng. Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận cũng có mức giá tương tự. Trong khi đó, đa phần các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên có mức giá dao động từ 48 cho đến 52.000 đồng. Khu vực Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông phổ biến mức giá 49 cho đến 51.000 đồng. Lâm Đồng 49 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, ghi nhận một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay Bà Rịa Vũng Tàu dao động 50 cho đến 52.000 đồng. Các địa phương như Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh phổ biến mức giá 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở thị trường miền Tây như Long An phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng, Tiền Giang 49 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay có mức giá 48 cho đến 51.000 đồng, Bạc Liêu 48 cho đến 51.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương còn lại ở thị trường miền Tây Nam Bộ như khu Kiên Giang và Cà Mau phổ biến mức giá từ 49 cho đến 52.000 đồng. Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long có mức giá 48 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.